Rồi xin chào anh em. Thì anh em biết là anh em thích chụp hình điện thoại. Vừa rồi thì nó các hãng ra nhiều điện thoại, mà mỗi điện thoại có nhiều ống kính, trong đó có ống kính góc siêu rộng, rồi góc siêu tele. Đó, rồi nhiều tính năng khác nữa, và chúng ta phải trả rất là nhiều tiền cho một cái điện thoại có cùng camera như vậy. Thì mình cũng xài một cái iPhone không có ống kính góc siêu rộng hay là siêu tele. Thì đây là một cái giải pháp mình giới thiệu với anh em, chia sẻ với anh em. Chúng ta không đủ tiền để mua một cái cụm camera như vậy, thì ở đây có các cái ống kính chúng ta gắn bên ngoài. Hiển nhiên thì chất lượng chưa chắc là cái nào đã hơn cái nào đâu. Trong thực tế mình sẽ, anh Hải Ô sẽ đi trải nghiệm thực tế và chia sẻ cho anh em về chất lượng của các ống kính gắn ngoài rẻ hơn 100.000 cho đến vài trăm ngàn. Chúng ta có một cái bộ đầy đủ các tiêu cự khác nhau cũng như là các filter trong mọi cái tình huống để chúng ta chụp hình. Trước hết là ở đây có một cái ống kính mới ha. Ống kính này hồi trước mình có tặng anh em cái, nhưng mà đó là góc rộng. Bây giờ cái ống kính này là cái ống kính tele. Mình thấy đây là cái ống kính tele chất lượng này. Chúng ta gắn vào trong này, rồi chúng ta kẹp vào trong cái điện thoại thôi. Đó, như thế này. Đó. Ở đây thì họ rút kinh nghiệm không phải là kẹp nữa, mà chúng ta sẽ có một cái miếng đệm bằng cao su mềm, xong rồi chúng ta siết vào trong cái ống kính như thế này, là chúng ta đã có một cái ống kính tele. Thường thường thì ví dụ như là 26 là 1x nhân đôi lên là ống kính 2x của các hãng á, thì nó khoảng chừng 52, còn đây là ống kính gần 70, chúng ta có thể chụp chân dung hoặc là tele xa được ha. Thứ nhất là cái ống kính tele. Nhìn cái ống kính thì mình thấy rất là nặng, chất lượng của hãng Phoenix. Thứ hai là ống kính góc siêu rộng. Cái này á, đây cái hộp nó như thế này, anh em thấy là họ làm rất là chất lượng, nhìn nó rất là đẹp. Đây là cái ống kính góc rộng. Thì ống kính góc rộng này chúng ta thấy là như iPhone 11 hay là Galaxy Note 10 hay gì đó, thì góc rộng của họ cũng như là 0.5, có nghĩa là ống kính 26 là ống kính 1x thì là 0.5, là ống kính góc rộng đó là khoảng 13 ly. Thì đây là 0.6 thì nó cũng gần tương đương khoảng 13-14 ly, là ống kính góc rộng như thế này. Đây, nhìn hay ha. Nó có cái này để chúng ta treo vào, xong đến khi chúng ta cần thì chúng ta tháo nắp ra, chúng ta vặn nó ra như thế này, rồi chúng ta cũng siết vào trong cái kẹp như khi nãy mà mình làm cái ống kính kia vậy. Đó, như thế này, rồi chúng ta kẹp vào trong cái camera. Đó, như thế này. Thì chúng ta có một cái ống kính góc rộng 0.6, tức là khoảng 12-13 ly. Đó. Rồi, đây là ống kính siêu rộng ha. Mấy cái này anh Hải sẽ trải nghiệm. Rồi, chúng ta thích macro thì lại có một cái ống như thế này nữa. Macro này thì nó đến 10x lận, tức là nó phóng độ phóng đại rất là lớn, đến 10x HD, chất lượng ảnh HD. Thì như thế này chúng ta cũng kẹp vào. Đó, anh em thấy rất là chất lượng. Nếu anh em thích chụp những cái cận cảnh như là bông hoa, nhụy hoa, bướm, ong, kiến, sâu, bọ gì đó, những cái mà macro đó, thì chúng ta cắm một bộ như thế này. Còn có nhiều anh em thì thích rộng hơn là super wide nữa, thì đó là ống kính mắt cá, ống kính fish eye. Đây đó, cũng vậy, chúng ta cần thì chúng ta tháo nó ra. Đây, anh em thấy đến 10x lận. Đó, mình chưa chụp thử cái này, tí nó sẽ thử, anh Hải sẽ thử cho anh em. Đó là ống kính. Rồi, đó là những cái về ống kính. Chúng ta trên cái điện thoại chúng ta có thể có một cái ống kính thôi, nhưng mà chúng ta mua 3 cái ống kính rời phục vụ cho nhu cầu nào thì chúng ta sắm cái ống kính đó, như vậy là chúng ta đủ, không phải lo lắng không có tiền để mà sắm một cái máy ảnh quá là đắt tiền. Bây giờ đến anh em chụp phong cảnh. Thì khi mà chúng ta chụp phong cảnh á, thì cái này á, là về vấn đề đo sáng. Thì khi chúng ta gặp những cái tình huống, thứ nhất là tình huống ví dụ như là chụp bình minh, mà ở trên này á, thì ánh sáng mặt trời nó lên rất là sáng, vùng đất ở dưới này nhà cửa rất là tối, thì cân bằng như thế nào thì dĩ nhiên là camera điện thoại nó không có giới hạn. Chúng ta nâng sáng vùng EV lên một chút xíu thì để cho nó
sáng cái vùng ở dưới đất, nhưng mà ở trên thì nó sẽ hơi thừa sáng. Thì nhiều khi nó chênh lệch quá nhiều rất là khó. Hoặc là chúng ta đi chụp phong cảnh mà chúng ta cần tạo các cái vệt xe hay là thác chảy mịn màng như dải lụa thì điện thoại không có thể chụp được. Thì chúng ta có một số các loại filter như thế này. Đây là thứ nhất là cái filter ND, nó chạy từ 2 cho đến 400 trên điện thoại. Anh em gắn vào trong cái kẹp như thế này, chúng ta kẹp lại xong rồi chúng ta giảm cái này. Nó ở trên máy ảnh á, thì filter ND thì nó giảm khẩu từ 1 khẩu cho đến 3 khẩu, hoặc là thường thường là 3 khẩu là anh em dùng nhiều, hoặc là nhiều hơn. Thì trên điện thoại nó cũng vậy. Hồi trước mình có chụp ở dưới biển, cái cầu kinh điển đó, ở ngoài Cổ Thạch đó, hoặc là suối thác thì mình cũng kẹp vào như thế này. Ở đây chúng ta vặn, thì cái kính này thực ra là cái kính để nó giảm cản sáng thôi. Đó, như thế này đó. Thì ở đây là cái chúng ta có thể chỉnh được từ 2 cho đến 400. Tức là có nghĩa là từ tùy theo cái mức độ sáng tối chúng ta xoay, chúng ta chỉnh. Đó. Đây thì có một cái ND filter ND 1000, có nghĩa là cái này nó rất là tối để chúng ta chụp mà thác nước mình chụp ban ngày, có nghĩa là lúc đó tốc độ màn trập của cái camera nó giảm xuống rất là thấp, chậm và thác nó chảy thì chúng ta thấy là cái ảnh nó như là một cái dải lụa vậy. Đó, mình sẽ cho anh em xem ảnh mình chụp thử. Còn đây là cái filter Cibola. Cái này thì khi mà dùng máy ảnh á, thì thường là anh em thích chụp ảnh thì anh em nào cũng có cái này, bỏ trong túi khi cần sử dụng. Cái filter Cibola này á, nó có nhiều công dụng. Thứ nhất là chúng ta chụp trời nắng mà trên mây, mây xanh rồi mây trắng cuồn cuộn ở dưới phong cảnh, thì thường cái Cibola này nó tăng thêm cái độ nổi khối của mây bay gì đó. Chúng ta sẽ xoay cái này để chúng ta chỉnh. Hoặc là chúng ta chụp trên cái mặt nước, thì thường khi chúng ta chụp mặt nước, chụp trên cái hồ hay là một cái gì đó có cái mặt nước bên trên, thì hay bị ghi hình, nó lấy nét, nó ghi hình trên cái mặt nước mà nó không xuyên qua cái nước ở dưới đáy chẳng hạn đi. Thì cái Cibola này nó giúp chúng ta chụp được cái ở dưới đáy nước mà nó không bị cản trở bởi cái mặt nước đó. Hay là nhiều anh em ở trong văn phòng chụp xuyên qua kính nhà đó, qua cái cảnh đằng sau đó, thì nó hay bị cái bóng ở trên cái bề mặt kính đó. Thì là gắn cái Cibola này vào thì nó sẽ xuyên qua được, chúng ta chụp được cái đó nhờ cái kết cấu đặc biệt của cái thấu kính Cibola này. Đây đó, điện thoại cũng có đầy đủ hết mọi thứ giống như là anh em chụp máy ảnh vậy. Còn có một cái thấu kính nữa, cái này nó gọi là filter star. Cái này là anh em chụp mà hay phơi sáng đó, đường ban đêm hay là đường đèn đường, những cái bóng đèn đó, nó sẽ có những cái tia dài dài đó. Thì cái này là cái filter để mà khi chúng ta chụp ban đêm, các cái đèn đó nó sẽ có những cái tia sẹt sẹt. Cái này thì xấu cảnh đó, cái Cibola này, xin lỗi, cái filter star này đó. Thì như vậy là anh em có một bộ ống kính, tùy theo sở thích nào thì chúng ta mua cái đó hoặc mua hết cũng được. Thứ hai là có một bộ filter để đi chụp phong cảnh cho nó đẹp hơn. Và thêm một cái nữa, nếu mà trong cái dịp sắp tới, lễ lạc sắp tới cuối năm, anh em có một cái chân như thế này, nhỏ nhỏ như thế này, chúng ta kẹp vào trong cái điện thoại. Vậy, chẳng hạn vậy đi. Đây. Until next time. Ok. Rồi, có một cái đèn nhỏ này nữa. Cái đèn này cũng khoảng mấy trăm ngàn, ở bên Metrophone bán. Rồi, thì chúng ta, anh em thấy là bây giờ cái điện thoại, ngoài chụp hình ra còn có quay phim hay là live stream hay là tự quay gì đó, vlogger gì đó, thì nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Với một cái đèn như thế này chúng ta có thể tự quay đó, hoặc là mình tự quay bản thân mình cũng được, như thế này gắn vô cái chân ha. Đó, với cái đèn. Cái đèn này thì dùng liên tục được 4 tiếng, có cục pin ở trong này. Pin này ta sạc. Pin này đến 2000 mAh. Đó. Ok. Cái chân thì nó có thêm cái chúng ta có thể bẻ ra để chúng ta dựng lên. Thì khi mà chúng ta dựng thì chúng ta bẻ cái điện thoại lại để chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Ok. Với một cái bộ như thế này, mình nghĩ là anh em thích chụp hình và quay video bằng điện thoại có thể là đủ sử dụng trong tất cả những cái tình huống phổ thông, phục vụ cho nhu cầu cơ bản. Và xin giới thiệu với anh em.
anh Hải Ô sẽ trải nghiệm tất cả này và chia sẻ chi tiết hơn cách dùng cũng như là những cái thủ thuật kinh nghiệm. Rồi các cái quà này thì chị Trang Tóc Vàng á ha, chị sẽ gom lại và làm một cái cuộc thi ảnh để tặng hết tất cả cho anh em luôn. Ok, chúc anh em cuối tuần vui vẻ.